Rồi, dân nhà nông thân mến, chào tất cả các anh chị cô chú gần xa nha. Chào tất cả các anh em đam mê máy cày. Thì hôm nay em lại tiếp tục quay chào bán cho anh chị mình một cái động cơ Isuzu 3510 ha. Thì cái này hôm nay thì em bán cũng hơi nhiều món nha anh chị. Thì anh chị mình xem được cái món nào thì cứ điện trực tiếp dùm em ha. Thì qua số điện thoại 0382 219 355 gặp trực tiếp anh Trinh ha. Thì máy này hiện tại là đang ở Lục Ninh Bình Phước mình nha. Thì anh chị mình cần sử dụng thì cái điện qua số điện thoại giúp em, động cơ 3.5, con này là vẫn còn là cốt ếch nha anh chị. Thì máy cũ thì mình cũng nói sơ lược vậy thôi. Thì bây giờ cái sẵn tiền đây mình sẽ quay cái sơ cái máy và cũng như là cái vỏ. Vỏ này cũng lớn nha. Vỏ. Vỏ Đức Tài, vỏ dài 8 mét mấy, gần 9 mét lận. Và cái hộp số luôn nè anh chị ơi. Anh Trinh là đây nói luôn anh Trinh. Từ từ anh chị. Số này 2 tua. Cái moto này 2 tua. Chạy trên dịch 5 tấc. Rồi giờ anh nói cái đầu máy không là bán nhiêu rồi, rồi... Thì các nếu mà cái đầu không á thì mình bán 11 triệu. Còn mà mua nguyên dàn hộp số rồi luôn á thì mình bán cho 13 triệu là cắt ngang tháo bù lon đinh lên hết. Rồi. Đó. Còn tổng vỏ luôn á thì mình bán 21 triệu, hết toàn bộ là cho xe kéo lên hết. Còn rồi. Chi tiết là vậy. Rồi. Bây giờ mình chỉ quay sơ cái sơ vậy thôi, còn cái cũng như thông số vậy cũng như là cái giá cả mà anh Trinh đã nói trên cái video á, anh chị mình xem hết cái video gác, thì đâu có chạy gì đâu, có này nói chung từ gác tới giờ cũng không có chạy anh chị ơi. Thì anh chị mình cần thì những cái động cơ hay gì đó ha, là cứ mua món nào là anh Trinh sẽ cắt cái món đó, mua trọn bộ bán trọn bộ. Đó, bên này có một cái nè, anh chị mua là cũng bán luôn. Máy hai máy của ta mini ha. Đó. Máy cái này thì thầm luôn, 13 ngựa. Thì nói chung anh Trinh lại cho nổ cái anh nổ sơ quay sơ cho anh em xem coi. Đây nha anh chị, đây là động cơ ha. Chưa thấy chá nắng quá ta. Dòng qua bên kia nó đỡ. À, không, ý là quay nè. 1.7 lít nha. Các nước này mới thì thầm. Nói chung là quay sơ sơ anh chị xem ha. Đó, bữa anh em nào có hỏi cái động cơ thì đây cái động cơ đây. Giờ tôi đè. Đây đi. Cái máy cũ nó sẽ có đổ hơi nha anh chị, em báo trên cái video luôn, máy cũ sẽ có đổ hơi nha, đổ hơi nhẹ đó anh chị mình cứ gặp chụp tiếp giùm em qua số 0382 219 355 gặp anh Trinh ha. Tại vì máy nói chung là chung là máy nổ cũng còn êm lắm nha anh chị. Nắng quá. Rồi tắt lại được rồi. Rồi, rồi anh chị nào cần cứ gặp trực tiếp điện anh Trinh giùm em nha. Rồi, máy đang hiện tại là đang ở Lục Ninh Bình Phước đó, bán cắt khúc. Cắt khúc bán rồi bán hộp số, bán cả cái vỏ luôn ha. Dài 8 mét mấy lực. Gần 9 mét cái vỏ này nè, bề ngang có 1m4 không? Ngang 1m37. Như gần 1m4 rồi anh chị, vỏ này bề ngang cũng lớn á. Rồi, để quay sơ khung cảnh cho anh chị xem cái nữa. Đầy lại luôn lên trên này. Mấy tháng rồi tại cái máy để lâu quá anh chị, hết bệnh. Cảnh đẹp quá. Đó, thì cảm ơn tất cả các anh chị mình thời gian qua cũng như là đăng ký kênh cũng như xem những cái video em đã được đăng và cũng mua máy trên cái video em á, thì xin chân thành cảm ơn các anh chị rất là nhiều ha. Thì hẹn gặp lại anh chị mình vào những cái clip sau. Thì
đó. Như cái này cũng còn cái máy này 13 ngựa, máy này nói chung mà mua bán luôn đó. Vỏ bán luôn không? Bán luôn, bán luôn. Đó, anh chị mình coi cái hộp nhãn cái nào là mình làm cái đó ha. Máy đó nghĩa địa đó, mới vinh nghĩa địa về đó. Nghĩa địa luôn anh chị. Máy nhảy, máy đó thì nhảy bao, nhảy bao, bao nhảy ok lắm. Ở đây lên luôn đi, được rồi. Kiếm đồ lao này nhét cái e lại. Chuột nó vô, nó biết con lao nó dùng nó đâu mất không ấy. Máy nhớ nó bỏ đâu đó. Thấy văng đâu luôn. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị cô chú mình ha. Rồi em sẽ xuống video nha.